Dạ, mình chào quý cô chú ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Văn Vũ ở làng Qua Sa Đéc. Hôm nay báo giá với quý cô chú một cái combo, nhiều combo nha, nhiều cây giống luôn. Rồi, Vũ. Rồi, chào anh Thái nha. Cảm ơn mấy anh em đã ủng hộ em cây lớn ở trong vườn ha. Thì hôm nay em trở ra vườn quay một số cây giống mấy anh em ơi. Số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912 ha mấy anh em. Lời nói đầu tiên thì cảm ơn mấy anh em đã ủng hộ em. Thì em vô combo thứ nhất ha mấy anh em. Bữa nay em giao lưu gồm 3 combo, 2 combo lá nhỏ và 1 combo lá chung. Thứ nhất là đỏ lá nhỏ, thứ hai nó là vàng lá nhỏ nha mấy anh em, nó bữa nay lên bông kẹo chân. Thứ ba nó là tím sen lá nhỏ, thứ tư nó là vàng cam, và thứ năm nó hồng phấn phát tím ha mấy anh em. Em chi tiết cái cây đỏ mấy anh em ơi, cây này cao khoảng 70 nha mấy anh em, vàng thì 60, tím sen này thì 55 nha mấy anh em, vàng cam thì 55 luôn, hồng phấn phát tím thì 50 nha mấy anh em. Đặc biệt hàng một cốt hết rồi, hàng này là hàng một cốt hết nha, không có hàng nào hàng bụi chân ha. Đặc biệt là cái lô vàng đây, hôm bữa em kê, bữa nay nó ra bông quá trời đẹp mấy anh em ơi. Kẹo hết trơn luôn nha mấy anh em. Đặc biệt là xây 10 không nha mấy anh em. Đó. Quá dở. Một cốt không à? Dạ. Rồi, combo thứ nhất gồm đỏ, vàng, tím sen, vàng cam, hồng phấn quất tím, có giá là 350 em bao phí ship cho mấy anh em chơi ha. Đó. Rồi, mình qua cái tiếp tục combo thứ hai. Combo thứ hai gồm vàng nghệ có hàng lên nghe mấy anh em. Vàng nghệ, cam cà gót lá thái, hồng phấn thái ba màu nha mấy anh em. Cam cà gót đẹp ha. Dạ, hồng phấn thái ba màu. Đó, phấn này lai lá cẩm thạch nha mấy anh em. Rồi, tiếp tục đó là một cây trang hai màu, đỏ vàng. Hàng này là hàng bụi nha mấy anh em. Đó, xe lên, bên đây đỏ nè, đây vàng. Đây, hàng này hàng bụi trong vỏ số 9 ha mấy anh em. Và thứ năm của nó là vàng cam lá nhỏ. Để em chi tiết. Này cao 60 nè mấy anh em. Cà gót cao 55. Hàng này tính tới này thì mấy anh em ơi 60. Vàng với đỏ hàng bụi nha mấy anh em. Cao này 45 nha mấy anh em. Vàng cam lá nhỏ cao 60 ha mấy anh em. Đều là hàng một cốt nha. Đây. Quá xá lên bốc mấy anh em ơi. Cam cà gót. Rồi, combo này gồm 5 loại. Dạ, combo gồm 5 loại vàng nghệ, cam cà gót, hồng phấn ba màu với lại vàng đỏ với lại vàng cam, có giá là cũng 350 bao phí ship cho mấy anh em chơi ha. Hai combo này thì nó giống nhau nhưng mà nó khác màu. Dạ, khác màu nha mấy anh em. Rồi, tùy theo quý cô chú mình lựa chọn luôn. Rồi, tiếp theo lá chung. Combo lá chung cũng 5 màu. À, gió quá mấy anh em ơi. Đầu tiên là hồng bí hồng. Thứ hai là hồng phấn lá chung nha mấy anh em, đang lên bốc kẹo. Hồng phấn siêu hoa. Dạ. Thứ ba là chăn trắng lá chung. Đó. Thứ năm là đơn nhung lá nhựa có mặt hoa luôn ha mấy anh em. Thứ năm của nó là Mỹ cam. 5 màu. Dạ, để em chi tiết cái Mỹ hồng cho mấy anh em ha. Mỹ hồng này một cốt phun tàn lớn nha. Dạ, cái này cao là 90 nè mấy anh em. Quá trời, nhưng mà em bao mấy anh em 80 em lên hết ha. Là gì dựa đây, gió quá. Hồng phấn lá chung cao 60 nha mấy anh em. Hồng phấn này cũng một cốt nha quý chú, lên kẹo bông hết trơn nha. Cây nè, thằng lắc. Trắng lá chung cũng cao 60. Vẫn là một cốt luôn nha. Dạ. Đơn nhung lá nhựa thì cao 70 nha mấy anh em. Cũng một cốt luôn. Mỹ cam thì cao 60. À. Rồi, combo này gồm 5 loại, 5 màu, ngũ sắc. Gà gãy trắng ở trên nè mấy nè. Combo này cũng lá chung này cũng gồm 5 màu nha mấy nè. Thứ nhất là Mỹ hồng, thứ hai đó là hồng phấn lá chung, thứ ba nữa là chăn trắng lá chung, thứ tư nữa là đơn nhung lá nhựa nha mấy nè. Thứ năm nữa là Mỹ cam thì cũng có giá 350 một ngày em bao phí ship cho mấy em chơi luôn ha. Rồi, gồm 3 combo nha mấy nè. Rồi đây em dẫn mấy em đi chi tiết trong vườn em có những cây gì ha mấy nè. Rồi, tiếp tục đó là em vô một cặp. Này là ghép ngũ sắc 5 màu luôn mấy anh em ơi. Đây cái này cái cây thân là đỏ nhung nè. Dạ, đúng rồi, đỏ nhung. Trắng lá trung nè. Vàng ta nè. Là 3 rồi. Mỹ hồng. Mỹ hồng là 4. Mỹ hồng là 4. Tàu vàng là 5. Là 5. Nói chung là 3 mấy anh em 5 màu hết nha. Nhưng mà cái này cây này là có thể là hơn nè. Hơn, cây này hơn. Cây này hình như 6 màu vậy anh ơi. Mình đại diện là 5 màu đi. Đó, 5 màu. Cái tàn thơm tàn cây trên chậu thân chậu ha. Cây này thân chậu rất lâu rồi anh ơi. Cái này là cao 95 mà anh ơi. Tròn như trái banh. Dạ. Tán ngang 1m2. Quá phải. Cây trong cái chậu dạ. Đất nung. À, hoành 11 nha mấy em. À. Này thấp thân cũng tầm khoảng 25 quá. Dạ. Cái này 20, ừ đúng là 25 đó. Cây này cây có đế nha, có đế chưa khui nha. Cây trên chậu. Cây này nó đều với nhau lắm luôn nha mấy anh em.
này cũng ghép năm màu luôn ha. Ghép năm màu, bao mấy năm là năm màu ha. Đang hai cây này đồng trạng nha. Dạ. Cây rất là sung, rất là mượt luôn đây. Nó này là một cặp luôn quý chú ơi. Đây nè, đế nè, chưa khui nha, nằm trên chậu. Rồi, cặp này mình sẵn giao lưu luôn hả? Dạ, giao lưu luôn. Cặp này nếu mà anh em có lấy thì em để anh 800 ngàn một cây nha mấy anh. Bao cái ship cho mấy anh em chơi luôn. Đấy, Mỹ Hồng nè. Đỏ nhung Mỹ Hồng. Cây mình chưa có là hồng phấn lá chung đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái hai cây này là bảo đảm trên năm màu, nhìn thấy là biết rồi. Dạ. Vàng ta. Hồng phấn lá chung, Mỹ Hồng. Đơn nhung lá nhựa mình không tính rồi. Nhưng mà tại nó chưa nở thôi. Dạ, chưa nở. Nè, trắng nữa nè, có trắng nữa nè. Thì trắng đó. Trắng nữa nè. Trang tàu, cái phía bên kia bên này cũng có ghép luôn nè. Giống như chia ra quý chú ơi, chia đều ra nè. Trang tàu, tàu vàng á. Rồi, cây 800 ngàn bao phí ship cho mấy anh em luôn. Rồi, nếu như quý cô chú mình lấy một cặp thì thương lượng ha. Dạ, lấy một cặp thương lượng. Cặp là thương lượng. Cái này là em rút bầu, em bó bầu, em giao cho mấy anh em nha, chứ không phải để chậu gì nha. Cái này là túm lên bó bầu lại. Dạ, đúng rồi, bó bầu. Nếu như quý cô chú mình lấy một cặp để trước cửa nhà thì giá thương lượng. Dạ, đúng rồi. Rồi, mình đi tiếp theo. Đục cái lô tím sen luôn đi anh thấy rồi. Đi dài vô cho mấy anh em thấy. Lô này bảo đảm quý cô chú mình về trồng là rất là phát nè. Bên này là cam cà rốt cực kỳ luôn. Ồ lửa bấp bấp cho mấy anh em chơi. Này là cao 60 nè mấy anh. Bên đây thì cũng gần 60. Đang bấp kẹo chân nha mấy anh. Tím sen mà ra bấp gì nè. Em lựa những hàng búp gửi cho mấy anh em thôi nha. Về là mấy anh em có chơi luôn, một cốt khó khăn cao luôn nè mấy anh. Chậu C10, cao 60 có giá 70.000 cũng không đổi ha mấy anh. Rồi. Là cái giá bao gồm phí ship nha quý chú. 70.000 là mình có một cây chơi rồi. Ồ cà rốt lên màu nè, lô này quá mượt luôn à. Cà rốt hồi qua cái lô kia nó đẹp hơn hết. Xe của em còn số lượng thì rất là nhiều nha mấy anh. Chỉ có 70.000 một cây thôi. Tàn chứ mấy cái chậu cà rốt này một cốt mà lên cái tàn thì nói chung vậy là đẹp rồi quý chú. Dạ. 70.000 một cốt. 70.000 đồng giá luôn ha. Dạ, 70.000 đồng giá luôn. Vườn thì số lượng rất là nhiều nha quý chú. Cái lô sẵn vàng luôn đi. Vàng. Qua đây vàng đẹp hơn. Đây mới cây bữa nay nó lên cái đập. Đây quá. Đây mấy nè. Muốn lấy vàng lấy mà lấy năm màu thì bao phí ship nha. Dạ, đó, cái này là cao 70 nè mấy nè. Vàng thông, giót luôn. Đỏ này cao cũng 70 nè mấy nè. Đỏ vàng gì cũng cao 70 hết trơn nha mấy nè. Đó. Đây. Một cốt không nha mấy nè. Bơm tàn lớn ha. Em kê sát kẹt là đợt này là kính tàn luôn. Cũng giá 70.000 nha mấy nè. 70.000 là em bao phí ship cho mấy anh em chơi luôn. Đây lô cam cà rốt nè. Cam cà rốt này. Quá trời quá xá rồi. Mấy nè, một cốt ha. Đây thơm, em tấm lại cái bông nè, cao là 60 nè, lá ngang là 50 nè. Đó, một cốt nè mấy nè, quạch này bằng cả ngón tay ha. Dạ, rễ thì ra trắng đít hết trơn. Chậu C10 có giá là cũng 70.000 nha mấy nè. 70.000 bán đồng giá cho mấy em dễ chơi ha. Rồi, mình đi tiếp theo là trắng lá trung đi. Dạ, trắng lá trung đi. Trắng lá trước tiên á là mình báo combo và sau đó là mình báo từ loại cho quý cô chú mình lựa chọn nha. Đây, trắng lá trung đây. Cái này phơm tàn lớn nè mấy nè. Một cốt thì nó cái phơm tàn nó lớn hơn là một cốt lùng á thì phơm tàn lớn hơn. Cao 55 nha mấy nè. Này tán ngang có luôn, tán nào cũng 55 luôn mấy nè mình. Nè, một cốt lùng. Đó, đây rễ ra nè mấy nè. Trắng hết trơn. Rồi trắng lá chung này cũng có giá là 70.000 mấy anh em ơi, bán đồng giá cho mấy anh em chơi. Đây cây hồng phấn lá chung mấy anh em ơi, phơm tàn nữa nè. Cốt này lớn nha mấy anh em. Cốt này tầm khoảng 5. Dạ. Nó cao tầm cũng khoảng 60 à, tại em làm đều 60 mà. Cây này cũng 70.000 nha mấy anh em. Lô này em còn khoảng chừng 150 được cây, còn làm trên kia nữa. Quá trời cái cam cà rốt bên này nó đẹp mấy anh em ơi. Giờ muốn bò quá sao quá thử rồi. Tới Mỹ Hồng ha. Mỹ Hồng quanh đây đây mấy anh em ơi,
cây này tại vì em cắt cây chưa có lên bông nha mấy nè. Cao là 85 nha mấy nè, tán ngang là 40, đang phơm tàn hả mấy nè. Một cốt nha mấy nè. Đây bằng chỏ nha. Dạ. Cây này bữa nay bán giá mấy nè mà 70.000 đều luôn nha mấy nè. Em xả hàng luôn mấy nè ơi. Số lượng cái hồng còn rất là nhiều nha mấy em. Đang làm bông lên. Bên tàn là tròn tròn gì không nè mấy nè. 70.000 đồng giá cho mấy em chơi luôn. Rồi mình tiếp tục qua cái lô hồng phấn phát tím bên kia lên thấy. Vàng gãy lá thái bữa nay có màu, có hàng nha quý chú nha, và nha. Đang lên màu luôn nha, đang có búp luôn. Để em lấy cái cây kìa. Hiện tại cái dòng này cũng còn rất ít nha. Dạ. Không có đủ thị trường. Này cao 55 nè em thấy. Tán ngang là 30. Đó. Cũng là một cốt nha mấy nè. Đó. Hàng này thì có giá cũng 70.000 đều nha mấy nè. Tại hàng này khó làm lắm nha mấy nè. Vàng ngãi, cái dòng vàng ngãi này khó làm lắm. Đây coi lên cây nè, như cây này là về nó nở dữ lắm luôn nè, búp nè. Quá xá luôn mấy nè. Vàng ngãi lá thái 70.000 một cây nha mấy nè. Khu đằng kia là cơi, đang cơi để nuôi á. Rồi mình tiếp tục mình qua cái lô hồng phấn cốc tím này thấy à. Cái này là cốc thái số lượng nhiều luôn nha. Dạ dạ. Quý chú cần thì cứ liên hệ Văn Vũ luôn nha. Đây. Thì một cây cốc thái cái chậu C8 này, em cũng báo giá cho mấy anh em chơi luôn. Đang có bông nha mấy anh em. Cao này 40 hả. À, chậu C8. Cái này có giá 35.000 mấy anh em ơi. 35.000 ha. 35.000 em còn số lượng rất là nhiều nha mấy anh em. Tới đây là hai màu. Này là mình trồng một chậu mình ghép hai màu chứ ha. Dạ, hai màu. Đây. Đây mấy nè, đây. Hai màu và có những cái màu cam nữa nha mấy nè. Đây. Cái này trồng trong chậu chính nha, nãy em cũng có báo giá trong combo rồi, cái này cao 45 mấy nè. Nó ngang là 35, hàng bụi. Dạ hàng này hàng bụi ha. Đó, hàng này có giá là cũng 70.000 nha mấy nè. Này pha lẫn hai màu ha. Dạ pha lẫn hai màu. Rất là đẹp luôn. Đó, có cam đây nữa nè. 1 trong 2. Dạ. Trời ơi cái này cũng ra. 2 trong 1. Kẹo hết trơn mấy nè. Đó. Vàng với đỏ. Giá cũng 70.000 nha mấy nè. Rồi tiếp tục mình qua đây mình chi tiết cái lô hồng phấn thái ba màu nha mấy nè. Này lá cam thạch nha. Dạ lá cam thạch. Em kiếm cái mặt bông cho mấy anh em xem. Lá này lá cam thạch nha mấy nè. Dòng này là do nó mạnh nên quý chú mình phải đài cho nó khô là dạ, mình tưới nước sương sương là nó có bông à. Chứ mình tưới nước hoài là nó phượt. Cao là 78 nha mấy nè. Đặc biệt cái lá cam thạch nha. Cái lá này đẹp lắm. Này. Cái bông bông. Này là một cốt nha mấy nè. Chậu C10 luôn. Nó có giá em bán đồng giá cho mấy nè 70.000 luôn nha. Cái gà trắng đít chân. Trắng đít chân mấy nè mấy. Này về mình giót tàng thông hoặc mình chơi tàng tròn ha. Dạ đúng rồi. Đi cái lô hồng phấn tím này nha mấy nè. Nó đang rớt cái cây bông nó chuẩn bị lên đọt nè quý chú. Nói chung cái thằng này nó mau lên, nó lên đọt rồi lên bông nha mấy nè. Lên đọt là sẽ có bông ha mấy nè. Lô này em còn khoảng chừng 300 cây nha mấy nè. Đây cây này đi. Wow, lấy cây này cây luôn. Cây này có hoa cho quý cô chú mình đại diện nè. Nó tàn hoa rồi bắt đầu lên cái búp khác nè. Nó xiên hoa lắm. Cây một cốt. Cao 45 nha mấy nè. Này một cốt cao tới ngang 30 á. Trồng cũng chậu C10 nha mấy nè. Này thích hợp cho mấy anh em để ban công trước quán cà phê đâu ha. Này kia bàn ăn thiên cũng được. Hồng phấn phát tím này cũng có giá là cũng 70.000 nha mấy nè. Bán đồng giá cho mấy anh em dễ chơi. Đơn 300.000 em bao cái ship toàn quốc cho mấy anh em chơi ha. Đây, những cây này đây. Bức kẹo cho mấy anh em ơi. Lên cái đẹp dữ lắm. Lá xanh mướt ha. Đó. 70.000 nha mấy nè. Tím sen tàn tròn một cốt ha. Dạ tàn tròn một cốt cũng vẫn có, cũng giá 70 đồng giá cho mấy anh em dễ chơi nha. Ai tàn thông thì tàn thông, này cao 45, này cao 50 nè mấy nè. Tán ngang thì 35, tàn tròn với trái banh luôn mấy nè. Cái này cũng 70.000 ha. Cái này một cốt lùng, bên này là có một cốt thoát thân nè. Nè, một cốt thoát thân mấy nè. Quá trời đẹp luôn. Tím sen. Rồi, nãy giờ em cũng dắt mấy anh em đi quay chi tiết những cái cây trong vườn em có ha. Thì em xin nhắc lại cái combo, hôm nay em giao lưu gồm 3 combo mấy anh em. Thứ nhất, combo thứ nhất là đỏ, vàng, tím sen, vàng cam, hồng phấn mắt tím, có giá là 350.000 bao phí ship nha mấy anh em ha. Thứ hai, combo thứ hai gồm vàng nghệ, cam cà rốt, thái ba màu,
và vàng đỏ trộn chung, hàng này hàng bộ vỏ số 9 nha mấy anh em. Nó vàng cam combo 2 gồm 5 màu, cũng có giá là 350 em bao phí ship cho mấy anh em chơi luôn ha. Combo thứ 3 mấy anh em ơi, quá trời gió rồi nha. Combo thứ 3 gồm mỹ hồng, hồng phấn lá chung, trăng trắng lá chung và đơn nhung lá nhựa có mặt hoa thực tế ha mấy anh em. Và mỹ cam thì cũng có giá 350 ngàn em bao phí ship cho mấy anh em chơi luôn ha. Rồi cũng rất mong mấy anh em ủng hộ em cái clip này nha, chân thành cảm ơn mấy anh em rất là nhiều. Yeah. Rồi thì anh Dương thì đa dạng mặt hàng mẫu mã cây quý cô chú, mỗi dáng và cây lứa này về thích hợp cho quý cô chú mình trồng những cái nơi ban công hoặc là trong vườn. Thì nếu như có nhu cầu sỉ và lẻ thì cứ liên hệ ha, mình có thể lấy cái số lượng nhiều về mình trồng công nghiệp ha. Thì như cái chậu vàng cam nè, một cốt luôn này phải nói rất là đẹp luôn. Rồi thôi, thấy vì chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha.